Dạ, hello mấy anh chị, dạ em là Hoa Hồng Đen đây. À đây là năm bé chó đưa đi cắt tóc. Hoa Hồng Đen đưa đi cắt tóc. Đây. Mà cắt được có ba bé à, còn hai bé kia nó dữ quá cắt không được. Ủa con phóc sóc đâu bác? Trong đây hả? Đó, hai thằng kia nó dữ quá, nó cắn người ta nên người ta cắt không có được. Cắt được có ba thằng. Anh mở giùm em anh. Mở em coi phóc sóc ra. Phóc sóc cắt cũng dễ thương lắm. Này đó, trời ơi, thấy thương ghê không? Không cắt sao quá. Cắt chỉ gọn thôi chứ không có đẹp. Đó, thì rồi kéo lên đi, kéo lên. Đó, gia đình em đưa năm tiếp năm em đi cắt tóc nữa nhưng mà cắt được có ba em thôi, hai em kia dữ quá. Đó. Thì chỉ được có hai em thôi, hai em kia nó dữ. Cắt đâu cũng được. Hay, hay. Được mẹ đưa đi cắt tóc luôn. Rồi giờ cũng mưa rồi, thôi em khép lại cái video nha mọi người, để em đưa các bé về. Dạ em xin chào, cảm ơn các chị đã luôn theo dõi kênh của Hoa Hồng Đen và yêu thương các con ha. Đây cứu hộ đây, cứu hộ đây.